Diễn viên phim Bố Già qua đời, James Caan, người có màn trình diễn đầy ấn tượng với vai diễn Sonny Corleone trong bộ phim kinh điển Bố Già, đã qua đời ở tuổi 82. Thông tin về sự ra đi của ông đã được gia đình thông báo trên Twitter. Thông báo viết, chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo cho bạn về sự ra đi của Jimmy vào tối ngày 6 tháng 7. Gia đình đánh giá cao tình yêu và lời chia buồn chân thành và yêu cầu bạn tiếp tục tôn trọng quyền riêng tư của mọi người trong thời gian khó khăn này. Trong suốt sự nghiệp của mình, James Caan cũng có những vai diễn đáng chú ý trong các bộ phim bao gồm Misery, F, Thief, Godfather Part 2, Brian Song và The Gambler. Cảnh cuối bạo lực của Sonny trong The Godfather của Francis Ford Coppola bị bắn thủng với hàng tá viên đạn là một trong những cảnh đáng nhớ nhất trong bộ phim này. Ban đầu, Caan đã thử vai cho nhân vật Michael, tuy nhiên Al Pacino được chọn vào vai Michael và Caan vào vai Sonny như một phần của thỏa hiệp phức tạp giữa Paramount và Coppola. Nhưng với phần hóa thân tuyệt vời, vai Sonny Corleone của James đã nhận về một đề cử Oscar. Ngoài Bố Già, các bộ phim tiêu biểu của Caan từ những năm 1970 bao gồm Cinderella Liberty 1973 của Mark Tridell, trong đó ông đóng vai một thủy thủ yêu một cô gái điếm, The Gambler năm 1974 của Carey Reisi, trong đó ông đóng vai một người đàn ông mắc chứng nghiện cờ bạc nghiêm trọng, Sam Peckinpah hoạt động The Killer Elite 1975, một câu chuyện về những sát thủ CIA, bộ phim ca nhạc hài lãng mạn Funny Lady cũng năm 1975 với Barbara Streisand và Omar Sharif.